Xin chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ nói với các bạn một chủ đề, đó chính là nhà ở của thực tập sinh hôm nay như thế nào. Thì mình sẽ show một cái căn nhà của tụi mình ở cho các bạn xem. Đi thôi. Ok, thì cái vấn đề về nhà ở thì mình đã từng nói ở trong một cái clip rồi. Nhưng mà bây giờ thì mình muốn nói sâu hơn một tí thôi. Tại vì mình thật sự không có gì để nói nhiều hết á. Khi mà các bạn chuẩn bị sang đây á, thì các bạn rất là lo về cái vấn đề là mình sẽ ở những nhà thế nào, mình sẽ sống như thế nào ở khi mà đi làm ở đây. Thì cái vấn đề đó bạn không cần phải lo lắng nhiều. Tại vì cái nhà ở á, là cái công ty mà nó thuê mình nó sẽ lo cho mình trước. Nó sẽ thuê cho bạn một cái chỗ ở, mua sắm, cấp đủ các phương tiện để cho bạn sống một cuộc sống bình thường như một người ở Nhật, như một người Nhật. Thì mình thấy trong hợp đồng nó như vậy. Thì tiền nhà nó sẽ phải chăng nè, phù hợp với lương của bạn nè. Tiền điện, tiền nước thì do cái mình xài thôi. Nhưng mà tùy theo công ty thì nó sẽ có thể là hỗ trợ cho bạn chừng đó. Ví dụ mình xài tháng nào bao nhiêu cũng nó cũng trừ chừng đó tiền trong lương. Hoặc là nó sẽ trừ riêng tiền nhà và tiền điện cho mình tự giải quyết. Đó. Nó sẽ trả cho mình tiền nhà, còn tiền điện, tiền nước, tiền ga thì mình phải tự giải quyết. Khá như vậy. Thì công ty của mình đi làm á, nó đã thuê cho mình một cái căn hộ ở trong một cái chung cư. Thì trong cái căn hộ này thì nó có 3 phòng. Là ở 3 người, một người một phòng. Rồi một gian bếp, một nhà tắm, nhà vệ sinh. Máy điều hòa. Thì mình sướng nhất là được máy điều hòa. Tại vì nhà mình nó tới 4 cái máy điều hòa, 3 người 3 cái, nhưng một cái nằm ở chỗ nhà ăn. Thì là cái gian nhà của mình rất là rộng rãi, rất là thoải mái. Còn đó là của mình thôi nha. Còn nhiều người khác thì mình đi có đi chơi, mình đi thăm một vài người bạn ở đây thôi. Thì mình đã thấy nhà của họ thì không có được lớn như của mình, cũng nhỏ vừa với họ thôi. Hoặc là có mấy người thì ở 2-3 người chung một phòng, mình cảm thấy rất là hơi khó, hơi bất tiện một tí. Nhưng mà đó là công ty nó lo cho mình, nó thuê cho mình, thì nó đã kiếm cái nhà nào đó với giá trị mà phù hợp với lương của mình rồi, nên là mình phải sống vậy thôi, cố gắng thôi. Còn tiền điện nước thì như mình nói là thì công ty của mình á thì nó sẽ trừ hết tất cả vào trong lương luôn. Rồi khi mình nhận lương thì mình sẽ nhận được cái bảng báo là đã trừ bao nhiêu tiền đó thì đó. Còn số người bạn của mình á thì nó chỉ trừ tiền nhà thôi, còn tiền điện, tiền nước á thì tự đi đóng. Thật sự mình không biết là cách đóng như thế nào, tại mình không có hỏi, nên là mình không có thể giải thích ra được. Còn về tháng đầu tiên á, khi mà các bạn đi từ Nhật sang đây á, xuống Nhật trong á, là cái tháng đầu tiên á là các bạn ở nghiệp đoàn hoặc là các bạn ở công ty luôn. Là thường đó nha, mình nghĩ là thường thôi, là sẽ không đi làm. Mình ở là mình học ở nghiệp đoàn tiếng Nhật một tháng, sau đó mình mới về công ty mình đi làm. Riêng có một số người bạn của mình thì về cái là đi làm luôn, không biết sao luôn, về đi làm luôn. Còn những cái người như mình đi là về nghiệp đoàn một tháng rồi xong rồi mới về công ty đi làm. Thì cái tháng đầu tiên là mình không có tiền để chi trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước á, nên là công ty nó đã miễn cho mình một tháng tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Tháng đầu tiên là miễn phí hoàn toàn. Sau đó thì mình mới tháng tiếp theo á, thì nó trừ vào trong lương. Còn đối với một số người khác á, thì công ty nó thương hơn á,
như mình biết của hai cái chị kia thì là nó đã miễn cho tiền nhà tháng 6 một năm luôn, sướng chưa? Của mình thì được một tháng thôi. Có nhiều trường hợp khác nữa như ấy này nọ cũng nhiều, như là thì về cái vấn đề nhà thì mình nghĩ là mình hiểu được chuyện đó, mình nghĩ là trong đầu mình nó vẫn còn chuyện đó khi mình nhớ lại ngày xưa của mình thôi, chứ thực sự thì mình chẳng nhớ ngày xưa mình nghĩ gì nữa. Video của mình còn thiếu cái gì á thì các bạn comment phía dưới nha. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn các bạn ở video tiếp theo. Xin chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ